Hello, xin chào quý anh em và các bạn. Buổi chiều đây, em xin làm video một em dân ma 4LM để cho anh em theo dõi. Và đây là body của em này nhé. Em xin quay tổng quan để anh em thấy body của em này. Nghe tiếng Yoda cũng rất là chuẩn với anh em ơi. Vừa giải nhiệt gió và giải nhiệt nước luôn, chuyên hàng gió chuyên hàng nước rồi, rất là chuẩn nha. Đây là một em LM 80 ngựa và 3.000 tua, tỷ số trường hợp số là 2.95, tương đương là 3 tua. Con đẹp, có phía sau có thêm một cái tời điện nữa ha, rất là chuẩn nha anh em. Hộp số IB20, tách hộp số cho anh em xem luôn nè. Mò ok, Ronda rất là chuẩn nha. Anh em xem turbo nè, khá là đẹp. Đây là phía bên này của máy. Hôm nay cây xin quay chậm rãi nè, anh em xem nè. Đây là lắp số của em này, B20. Đây là hộp số 2 nồi, rất là bền nha anh em. Cái dòng này, hộp số này rất là bền. Anh lên xuống ga cho em. Ok. Anh nghe tiếng nổ em này nha. Ok, anh em có nhu cầu xin vui lòng liên hệ qua số điện thoại 0903 07 0753 để chắc em này nhé. Đây là một em cũng là chuyên ghe tải và cao tốc, truyền 3.000 tua, rất là đẹp ha. Anh em nào muốn sở hữu em này xin vui lòng liên hệ sớm để xe máy nhé. Cảm ơn quý anh em đã theo dõi video. Đừng quên đăng ký kênh và cho một nút like để cái xin có cảm hứng và quay nhiều video để phục vụ anh em. Rất là đẹp ha. Máy rất là chuẩn nha anh em. Suy nghĩ em này về không cần phải làm gì đâu. Hay nhất là chạy thôi. Quá chuẩn nha. Ok, xin stop ở tại đây và cái xin chúc quý anh em lời chào thân ái và hẹn gặp lại những video tiếp theo.